9. Tác dụng của nước lá ổi với cơ thể. Thật kỳ diệu. Lá ổi là một trong những nguyên liệu rẻ tiền mà chúng ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Vậy bạn đã biết 9 tác dụng của nước lá ổi với sức khỏe chưa? Hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên xem qua bài này nhé. 1. Nước lá ổi giúp giảm cân. Trong lá ổi chứa nhiều carotenoid, flavonoid, tannin. Chúng là những hợp chất giúp ngăn chặn các loại tinh bột phức tạp chuyển hóa thành đường, nên cực kỳ thích hợp cho người giảm cân. Ngoài ra, trong lá ổi còn chứa nhiều loại vitamin B, B2, B3, B5, B6, nên bạn sẽ không lo thiếu hụt dinh dưỡng trong cơ thể khi uống nước lá ổi thường xuyên. Bạn có thể tự chế biến nước lá ổi tại nhà để uống bằng cách phơi khô lá ổi rồi đem pha với nước nóng như cách pha trà thông thường. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp giảm cân duy nhất bạn nên áp dụng. Việc uống nước lá ổi cần kết hợp với xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục thì mới đem lại kết quả giảm cân hiệu quả. 2. Nước lá ổi làm đẹp da. Nhóm vitamin B phong phú trong lá ổi cùng các loại hợp chất polyphenol, carotenoid, flavonoid, tannin. Ngoài tác dụng giảm cân còn có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn mụn, chống oxy hóa. Bạn có thể trị mụn trứng cá và vết thâm bằng cách giã nhuyễn lá ổi rồi pha với nước ấm. Dùng nước lá ổi trên rửa mặt hàng ngày, hoặc nếu muốn xe khít lỗ chân lông và làn da mịn màng hơn, bạn có thể uống nước sắc từ lá ổi với cách làm tương tự như khi pha trà. 3. Phòng ngừa tiểu đường. Việc nghiên cứu do cốt Nhật Bản đã chỉ ra trà lá ổi có thể giúp bệnh nhân tiểu đường giảm đi lượng đường trong máu bằng cách giảm hoạt động của các enzyme alpha glucosidase. Đồng thời, loại nước này còn có tác dụng ngăn chặn cơ thể hấp thụ đường suroxi và maltose, hai loại đường làm tăng lượng đường có trong máu. 4. Nước lá ổi hỗ trợ điều trị ung thư. Hai hợp chất lycopene và flavonoid, quercetin trong lá ổi có tính oxy hóa mạnh, ức chế sản xuất các androgen dư thừa nên được xem là vũ khí đắc lực để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Không những vậy, chúng còn có tác dụng chống lại các tế bào ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vòm họng, ung thư biểu bì cũng như u ác tính và bệnh bạch cầu. Để pha nước lá ổi tươi, bạn có thể rửa sạch lá ổi rồi đem ngâm với 500 ml nước nóng trong khoảng 5 đến 10 phút. Uống vào mỗi buổi sáng và tối, bạn sẽ chủ động giảm đi nguy cơ mắc bệnh ung thư của mình. 5. Chữa đau răng. Nếu những cơn đau răng bất ngờ ập đến trong hoàn cảnh không có nha sĩ, thì bạn hoàn toàn có thể tạm chữa cháy bằng cách dùng nước lá ổi để giảm cơn đau. Trong lá ổi chứa hợp chất astringen làm chặt hơn nướu răng và chân răng, giúp cho cơn đau răng tạm thời biến mất. Để chữa đau răng bằng lá ổi, bạn rửa sạch lá ổi rồi đem giã nát với ít muối và nước ấm. Sau đó dùng bông thấm ướt, dung dịch trên, đem chà nhẹ vào chỗ răng, nướu đau. Chỉ một lát sau, cơn đau sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, để trị tận gốc chứng đau răng, điều bạn cần làm chính là đi đến nha sĩ. Nước lá ổi chỉ là giải pháp tạm thời. Giảm cholesterol. Lại thêm một công dụng tuyệt vời của trà lá ổi, giúp bạn bảo vệ sức khỏe của mình. Uống nước lá ổi thường xuyên sẽ giúp cơ thể bạn giảm cholesterol, LDL xấu và triglyceride mà vẫn không làm giảm đi lượng cholesterol HDL tốt. Nghiên cứu đã chỉ ra những người uống trà lá ổi trong vòng 8 tuần có mức cholesterol LDL, lipoprotein, triglyceride thấp, trong khi mức cholesterol HDL tốt không bị suy giảm theo. 7. Điều trị dị ứng. Một nghiên cứu được thực hiện năm 1999 và công bố trên tạp chí UNA cho thấy những tinh chất trong lá ổi có tác dụng hạn chế sự phát triển của những nghiên cứu gây ra bệnh hô hấp, nhiễm trùng da, ngộ độc thực phẩm. 8. Nước lá ổi trị tiêu chảy. Một phương pháp điều trị bệnh tiêu chảy vẫn thường được dùng trong dân gian vì tính tiện lợi, dễ làm chính là uống nước lá ổi. Loại nước này giúp xe da, co mạch, giảm sự xuất tiết và kích thích ở màng ruột, làm dịu nhanh các triệu chứng cấp của bệnh. Có hai cách để bạn nấu nước lá ổi trị tiêu chảy. Cách 1 Đem các nguyên liệu: 20g lá ổi phơi khô, 20g vỏ bưởi phơi khô, 10g lá chè tươi, 2 lát gừng tươi sắc thành nước uống. Cách 2. Đun sôi 30g nước lá ổi, 1 nắm bột gạo với 1 đến 2 ly nước và uống 2 lần mỗi ngày. Nếu bệnh vẫn không thuyên giảm, hãy tìm đến bác sĩ để có những chẩn đoán chính xác và kịp thời nhất cho sức khỏe. 9. Nước lá ổi giúp gan khỏe mạnh. Các nhà khoa học thuộc Đại học Y Dược Ấn Độ đã nghiên cứu và tiến hành thí nghiệm cho những con chuột ăn chất bột chiết xuất từ lá ổi. Sau một thời gian thấy rằng số chuột này ít bị tổn thương gan hơn những con chuột khác. Từ đó, họ rút ra được kết luận chất bột chiết xuất từ lá ổi có thể bảo vệ gan khỏi các tổn hại từ bên ngoài. Chính chất chống oxy hóa có trong loại lá này đã giúp gan chống lại những tác nhân xâm hại. Chúng ta chỉ thường chú ý đến công dụng của quả ổi mà bỏ qua một loại nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe, đó chính là lá ổi. Qua bài viết này, Sức Khỏe Tự Nhiên hy vọng bạn sẽ sử dụng có hiệu quả loại lá phổ biến này để bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại rau không nên luộc mà lâu nay ít ai để ý. Thật không ngờ, khi 6 loại rau sau đây mà mọi người vẫn thường chế biến bằng cách luộc ăn. Ngày nay theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học cho biết, các loại rau sau không nên luộc ăn vì sẽ làm thất thoát nguồn dinh dưỡng vốn có ở chúng. Với thói quen hay luộc rau chấm kèm nước mắm cho bữa cơm gia đình, tuy nhiên họ chưa biết và phân biệt được đâu là loại rau nên luộc, đâu là loại rau không nên luộc. Chia sẻ với tạp chí Sáp Anh, chuyên gia dinh dưỡng Trasilet cho biết, một nửa dinh dưỡng của rau sẽ bị mất khi chúng ta luộc. Dưới đây là 6 loại rau không bao giờ nên luộc ăn. Bắp cải, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi trong bắp cải có chứa một hàm lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, kha tây, hành tây. Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin A và vitamin B trong bắp cải kết hợp với nhau làm thành mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất chống ung thư như sulfapene và indole-papakepinol. Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ không còn lại trên rau. Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi cải bó xôi vô cùng giàu sắt cùng vitamin C. Sắt có tác dụng làm nhân cho tế bào máu, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp sắt được hấp thụ ở hệ tiêu hóa. Nếu không muốn vitamin trong cải bó xôi bị mất, thì đừng nên sử dụng phương pháp luộc để ăn. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Cải xoăn, loại rau không bao giờ nên luộc. Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất, nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Loại rau xanh này nên được đưa vào chế độ ăn của gia đình. Tuy nhiên, nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các dưỡng chất chứa ở trong rau. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Bông cải xanh, còn gọi là súp lơ xanh, loại rau không bao giờ nên luộc. Bông cải xanh từ lâu được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe của con người. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Nó là nguồn thực phẩm giàu chất sắt, protein, canxi, crom, carbon hydrate, vitamin A và vitamin C. Nếu như có thói quen luộc rau này thì nên bỏ ngay vì sẽ làm mất đi lượng vitamin chứa trong rau. Thay vào đó có thể áp dụng một số cách chế biến khác như xào, nướng, hấp. Các loại đậu quả, loại rau không bao giờ nên luộc. Tương tự như bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn, các loại đậu quả cũng chứa nhiều vitamin, dưỡng chất cần thiết có sẵn. Nếu như dùng phương pháp luộc, cũng chính là tự đánh mất đi lượng chất cần thiết có trong các loại đậu quả này mà thay luộc là xào hoặc hấp. Đậu Hà Lan, loại rau không bao giờ nên luộc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra cumetron, một loại dinh dưỡng thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ăn đậu Hà Lan hàng ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày. Nhiều chị em có thói quen luộc đậu Hà Lan trước khi chế biến món ăn. Thói quen này tưởng như bình thường nhưng lại tự tay đánh mất đi những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Do vậy, các nhà dinh dưỡng khuyến nghị người nội trợ có thể thay thế cách chế biến 6 loại rau trên từ luộc bằng phương pháp hấp hoặc nướng. Hoặc nếu vẫn thích luộc thì nên sử dụng ít nước thôi, tận dụng nước luộc để ăn. Làm món hầm hoặc nấu súp như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Nguyên tắc chung là rút thật ngắn thời gian nấu, giảm lượng nước dùng để nấu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cỏ gà. 1. Tên khác. Tên thường dùng: cỏ gà, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ Bermuda ở Mỹ, cỏ dường. Họ khoa học thuộc họ lúa Poaceae. 2. Cây cỏ gà. Mô tả: cỏ gà là cây thuốc nam quý, cỏ sống dai nhờ thân rễ ngắn, thân rễ bò dài ở gốc, thẳng đứng ở ngọn, cứng, có từ 8 đến 40 cọng, có khi cao tới 90 cm. Cỏ gà bò chằng chịt vào nhau thành thảm cỏ dày đặc. Lá phẳng hình dài hẹp, nhọn đầu, màu vàng lục, mềm, nhẵn hoặc có lông. Mép hơi rát. Lá có thể thay đổi màu sắc từ xanh đậm sang xanh nhạt, trắng khi thời tiết biến đổi. Cụm hoa thường dài từ 3 đến 6 cm, gồm từ 3 đến 7 bông con, hiếm gặp hơn là 2 bông. Dài khoảng 2 đến 3 mm, sắp thành hình ngón, đơn, mảnh. Các ngón hoa thường tạo thành một vòng, nhưng cá biệt có thể thành 2 vòng với 10 cụm hoa. Quả thóc hình thoi, thường dẹt, không có rãnh. Bộ phận dùng: thân, rễ hoặc toàn cây. Nơi sống và thu hái: cây phổ biến khắp thế giới. Ở nước ta, cây mọc hoang khắp nơi, thường gặp nơi ẩm thấp, trong các vườn hay các triền đê. Thu hái và chế biến: đào cây, cắt lấy thân rễ, rửa sạch đất cát, phơi hay sấy khô. Thành phần hóa học: thân rễ cỏ gà chứa một chất kết tinh cyanidin, có thể là asparagin, còn có tinh bột, đường, các muối kali. Trong lá có vitamin C, 64 mg trên 100 g lá tươi. Tác dụng dược lý: cỏ gà, cỏ chỉ có tác dụng chữa đau ngực, làm bứt đau, chất làm xe thất, cầm máu, nhượng trường. Vị thuốc cỏ gà. Tính vị, tác dụng: cỏ gà có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng lợi tiểu, giải độc, lọc máu, giải nhiệt, giải khát, tiêu đờm. Công dụng: chỉ định và phối hợp các bệnh nhiễm trùng và sốt rét, các trường hợp rối loạn tiết niệu, viêm thận và bàng quang, vàng da, sỏi thận, sỏi gan, sỏi mật, thấp khớp, thống phong. Phụ nữ kinh nguyệt không đều, trẻ em sốt cao, tiểu ít hay bí đái, viêm mô tế bào, rắn cắn. Liều dùng: dùng toàn cây hay thân rễ sắc uống, lấy 20 g cho vào 1 lít nước sắc kỹ, ngày uống 2 chén, liên tục trong 3 đến 4 ngày. Nếu hãm uống: dùng 20 g rễ hãm 1 phút trong 1 lít nước đun sôi, loại bỏ nước này, bóc vỏ thân rễ đi rồi lại cho vào 1 lít nước khác, đun sôi trong 10 phút. Có thể thêm 1 nắm cam thảo, 1 nắm bạc hà, 1 quả chanh. Mỗi ngày uống 2 chén. Có thể dùng dịch tươi. Để bị rắn cắn: dùng thân rễ nhai nuốt nước, lấy bã đắp vào chỗ bị cắn. 4. Ứng dụng lâm sàng của cỏ gà. Thuốc lợi tiểu: cỏ chỉ 20 g, sắc trong 1000 ml, chia nước này uống nhiều lần trong ngày. Có thể nấu thành dạng cao lỏng, pha trong nước với tỷ lệ 20%, tức 20 g trong 1000 ml nước. Hỗ trợ chữa bệnh trĩ: hàng ngày lấy cỏ chỉ rửa sạch, ép lấy nước cốt uống, ngày 2 lần, mỗi lần 12 ml. Chữa tiểu đường, đái tháo đường. Dùng cỏ gà 50 g, đường phèn, các nước uống thay trà trong ngày. Chữa sỏi tiết niệu. Dùng cỏ gà 30 đến 50 g, sắc nước uống thay trà trong ngày. Có thể phối hợp thêm với thòng bông hay còn gọi là bồng bông, kim tiền thảo, sa tiền thảo hay còn gọi là mã đề, mỗi vị 10 g cùng sắc uống. Chữa cảm nóng, dĩa chảy, nôn mửa. Dùng cỏ gà 50 đến 60 g, đường phèn, sắc nước uống thay trà trong ngày. 5. Tham khảo. Một số nghiên cứu về cây cỏ gà: chống bệnh tiểu đường, hạ mỡ trong máu. Nghiên cứu trích xuất trên cây cỏ chỉ trên đình đã khử chất béo trên chuột bị bệnh tiểu đường gây ra bởi streptozotocin, cho thấy một tiềm năng mạnh chống bệnh tiểu đường và một chiều hướng tốt cho giảm chất béo trong máu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đổ xô trồng cây chứa độc tố giết người mà tưởng cây nhân sâm. Dạo gần đây, người dân ở một số tỉnh trên khắp cả nước đua nhau trồng một loại cây có củ và mùi vị và hình dáng của nó giống hệt củ nhân sâm. Sự nhầm lẫn này đã gây ra nhiều vụ ngộ độc nghiêm trọng, vì thật ra giống cây họ trồng chính là cây thương lục, một loại cây chứa nhiều độc tính. Theo các chuyên gia, ngộ độc thương lục có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngày 9 tháng 7, tại Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ ngộ độc do uống rượu ngâm cây thương lục, khiến 6 người phải nhập viện trong tình trạng choáng váng, nôn mửa và tiêu chảy. Qua xét nghiệm, nguyên nhân vụ ngộ độc được xác định là do 6 người này đã uống rượu có ngâm củ cây thương lục. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm các loại thực phẩm khác đều âm tính và đạt trong giới hạn cho phép. Với hình dáng khá giống với nhân sâm, đặc biệt là khi ngâm rượu cũng có mùi rất giống nhân sâm. Nhiều người nhầm tưởng nên đã dùng củ cây thương lục ngâm rượu uống mà không biết đến độc tính chết người của nó. Đây không phải là lần đầu tiên có người bị ngộ độc cây thương lục. Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Tê, trú ở thành phố Nam Định, cũng trồng nhiều cây sâm lạ sau khi được bạn bè giới thiệu. Sâm lớn rất nhanh và chỉ trồng được gần 1 năm, bà Tê đã thu hoạch, rửa sạch củ sâm để mang đi ngâm rượu. Nhìn củ sâm thơm ngon, mùi như nhân sâm, bà Tê cắt lấy một lát nhỏ nhắm ăn. Chỉ nửa tiếng sau, bà bị ngộ độc non ói, vật vã phải đi viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng cấp cứu cho bệnh nhân Trần Thị Ngại, 68 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An, rơi vào nguy kịch do ngộ độc khi ăn củ sâm nhà trồng. Người nhà cho hay, 2 ngày trước, bà Ngại đào củ sâm trong vườn rồi rửa sạch, cắt một lát nhỏ ăn. 30 phút sau, bà bị non, đau đầu, sức khỏe suy kiệt, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo tiến sĩ Phạm Việt Hoàng, phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y học cổ truyền Trung ương, qua những hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, đây là cây thượng lục, rất giống với cây nhân sâm nên hay bị nhầm lẫn. Tiến sĩ Hoàng cho biết, các sách đông y ghi chép lại rằng cây thượng lục xuất xứ ở Bắc Mỹ, được thường hóa ở châu Âu và nhiều nước khác, trong đó có nước ta. Ở Việt Nam, thượng lục có nhiều tên gọi khác nhau như bạch mẫu kê, sơ la bạc, giả la bạc, kim thất nương, trưởng bất lão. Theo đông y, thượng lục là loại cây có độc ở tất cả các bộ phận từ củ, thân, lá và hoa. Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy nó chứa một loại chất độc đắng gọi là phytolactacin. Khi cơ thể hấp thụ liều lượng nhiều chất trên, sẽ có cảm giác tê môi, đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, giảm đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, nôn mửa, tụt huyết áp, coi giật, liệt hô hấp, hôn mê, tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt, nói lảm nhảm và có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời cấp cứu. Khi bị ngộ độc, nên đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện các bước sơ cứu cần thiết trước khi quá muộn. Còn theo bác sĩ Bùi Thanh Hải, Hội Đông y tỉnh Nghệ An, cây thượng lục có tác dụng chủ yếu là chữa phù, căng trướng, sa kết, như bị táo bón. có vai trò như thuốc sổ, hoặc có thể trị bệnh ngoài da như mụn nhọt. Rễ, cây và lá đều có thể dùng được. Tuy nhiên, nó là vị thuốc chứa chất độc nên ít được dùng trong y học. Nếu không dùng đúng liều lượng, có thể hủy thai, diệt tinh trùng gây vô sinh. Để nhận biết cây thượng lục với nhân sâm, theo tiến sĩ Hoàng, hình dáng của cây thượng lục là loài cây thảo, sống nhiều năm, thân hình trụ nhẵn, màu xanh lục, ít vàng nhánh, lá mọc so le, phiến xoan ngược to, dài 12–25 cm, rộng 5–10 cm, cuống lá 3 cm, đầu lá nhọn tù, gốc lá nhọn. Thượng lục có chùm hoa đối diện với lá nhưng không gắn trước lá, cao 15–20 cm, nam lá đài trắng, hình cầu dẹp, hạt đen, dẹp, hình thận hay tròn. Cây trưởng thành có thể cao hơn 1 mét, có củ mập, to khá giống với củ sâm. Sau khoảng 8 tháng, củ có thể to cỡ cổ tay người lớn. Chính vì dễ trồng, mau lớn, có hình dạng bên ngoài và mùi vị sau khi ngâm rượu rất giống mùi nhân sâm, nên nhiều người đã đào rễ, cắt lá, phơi khô, để cả củ ngâm rượu uống mà hoàn toàn không hay biết là mình đang tự đầu độc cơ thể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.